Sáng nay, những nghi lễ đầu tiên của lễ hội truyền thống văn hóa du lịch Dinh Thầy Thiếm năm 2024 đã chính thức diễn ra tại xã Tân Tiến, thị xã La Di. Rất đông người dân và du khách thập phương đã đến khu di tích để dâng hương, chiêm bái. Đây là một trong năm lễ hội văn hóa tiêu biểu được tỉnh Bình Thuận chọn để bảo tồn, phát triển nhằm phục vụ du lịch của địa phương. Khoảng 6 giờ sáng, dòng người vào viếng mộ Thầy Thiếm ngày một đông nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đạo bình an, hạnh phúc, đời sống kinh tế gia đình ngày một khấm khá phát triển. Cũng tại đây, nghi thức đầu tiên là lễ nghinh thần, cung nghinh thinh linh Thầy Thiếm được tổ chức trang nghiêm, thể hiện sự tôn trọng, biết ơn sâu sắc của người dân địa phương đối với các bậc hiền nhân đã có công khai mở lập làng. Đoàn người tham gia lễ hội cùng nghinh rước sắc phong bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, chứng nhận lễ hội được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, từ khu mộ đi xuyên qua làng Tam Tân để về dinh Thầy Thiếm thực hiện nghi lễ nhập vị. Vào 17 giờ 30 phút chiều nay, lễ khai mạc lễ hội truyền thống văn hóa du lịch dinh Thầy Thiếm sẽ chính thức diễn ra, được truyền hình trực tiếp trên kênh BTV và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận.